bà con hàng xóm giúp đỡ, rồi cứ ngày nào cũng giúp, tháng nào cũng giúp vậy con hả? Dạ không, có những lúc thiếu thốn thì mình chịu chứ không biết làm sao ấy. Mình chịu. Có bao giờ mẹ con phải đói chưa? Dạ có. Trời ơi, đến cái thời đại hiện đại như thế này mà mẹ con vẫn nhịn đói như vậy. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Tận cùng của nỗi đau, tận cùng của sự khó khăn, tận cùng của những khắc nghiệt trong cuộc sống. Chị bị tật từ hồi nhỏ luôn hả chị hả? Bị tật từ hồi nhỏ vậy. Vậy thì lúc mà sinh bé tiếp điện thì cũng một mình chị luôn? Một mình. Sinh hơn à, đi bệnh viện về tự lo, em hơn ngày nó ron bữa. Chị có bà con thân thuộc, anh chị em gì không? Có, được hơi đưa em. Có hỗ trợ giúp đỡ gì cho chị không? Mẹ em vừa cho gạt lúa, cho ít bô em. Có ai khá khá giúp đỡ chị gì không? Ở chòm xóm mà nhất là có thương chộp mà. Chòm xóm giúp rồi, hả? Rồi thấy cổ là họ cho người ít ký, ít ký. Chị em cũng nhờ chòm xóm nhiều lắm. Bà con hàng xóm giúp đỡ, rồi cứ ngày nào cũng giúp, tháng nào cũng giúp vậy con hả? Dạ không. Có những lúc thiếu thốn thì mình chịu chứ không biết làm sao ấy. Mình chịu. Có bao giờ mẹ con phải đói chưa? Chưa có. Trời ơi, đến cái thời đại hiện đại như thế này mà mẹ con vẫn nhịn đói như vậy. Linh biết rằng là chị thường xuyên nhịn đói để cho con gái có cái ăn, để cho nó không có đói để đến trường, đúng không chị? Không có khổ nào bằng khổ như gia đình của chị nữa rồi đó. Không có gì hết. Một cái niềm vui với chị bây giờ là chỉ có bé tiếp điện thôi. Bây giờ hạnh phúc rồi, có con chứ không làm thấy được hết. Đi về, thấy sớm chiều thấy con về là hạt giỏ là rất là vui. Mà có hoàn cảnh khó khăn quá mà không biết làm sao con hạt đến nay đến chốn. Mang ước sao mà có các nhà hậu tâm mà đâu giúp đỡ cho con hạt đến nay đến chốn. Chứ mẹ không làm gì được. Mẹ con yếu lắm. Bệnh cũng mệt, không có ai bên cạnh đúng không con? Con sợ điều gì nhất trong gia đình của mình? Dạ con sợ là mất đi người mà yêu thương con nhất ạ. Không có ai luôn, chỉ có mẹ thôi. Con ước sau này con làm gì nè Điền? Dạ con mong ước là sau này con đi làm báo chí ạ. Con theo ngành báo chí. Dạ. Một cô gái xinh đẹp, một ước mơ cao quý. Nhưng gần như em không có gì trong tay cả. Chị cũng không có gì cả, chỉ có mỗi người con thôi. Bây giờ tinh thần động lực của mẹ là con đó Điện. Chú thấy bây giờ chỉ có việc con phải học thật giỏi thôi. Con làm sao cố gắng học giỏi thôi. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hỗ trợ của làng xóm như mẹ con nói nãy, để có tiếp thêm sức mạnh cho con, tiếp thêm cái điện cho con giống như tên của con. Vậy thì con mới thành công được. Ây, những giọt nước mắt chia sẻ của Trinh Trinh nãy giờ anh cũng đã thấy. Em thì em thấy thương bé gái. Có lẽ là bé rất là nghị lực. Và chị phải vui lên, dù rằng mình khổ, khổ vì miếng ăn, nhưng cái tinh thần của chị vẫn phải lạc quan lên một tí. Bởi vì chị buồn thì bé sẽ buồn. Và cái sự học hành của bé nó phải trì xuống. Bé muốn làm một nhà báo chí bởi vì bé muốn là một cái thông điệp nào đó lan tỏa là bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn và muốn chia sẻ với những người mẹ, một người mẹ vĩ đại giống như chị vậy đó, hy sinh cả một cái tánh mạng tại vì bệnh tật mà khó thể nào sanh những đứa con ra. Mong rằng là chị luôn lạc quan, yêu đời và những gì buồn nghĩ đến con của mình chị nha. Nó là một cái luồng điện mạnh lớn cho chị nha chị. Thì, dạ. Điện lớn bao nhiêu thì sự hy sinh của cô nó nặng triệu bấy nhiêu. Dù sao thì trong gia đình cũng có hai mẹ con hữu hỷ với nhau.
Dạ, cho nên em mong là chị lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Và hai mẹ con hãy cố gắng vượt qua những khó khăn. Bởi vì sao? Bên cạnh hai mẹ con lúc nào cũng có bà con, làng xóm láng giềng và những người thân yêu luôn luôn đằng sau lưng để mà che chở cho hai mẹ con nha. Cố gắng lên nha chị ha. Điền ơi, có bao giờ mẹ dẫn con đi mua quần áo mới cho con chưa? Dạ chưa. Có bao giờ mình mơ một cái bộ đồ áo mới để mình mặc, mình đi chơi với bạn bè không? Dạ không ạ. Tại sao vậy con? Dạ là vì mình chỉ cần đủ miếng ăn qua ngày là được ạ. Chỉ mơ đủ miếng ăn thôi. Anh, em xin nói một lời nói được đi không? Em nghe bé nói em cảm thấy quý. Bé nói câu là chỉ cần một miếng ăn, không cần những cái chiếc áo đẹp. Cô thấy con cũng đã mười mấy tuổi rồi, thì đâu đó cũng có một cái bộ đồ đẹp. Nhân chương trình để cô được gặp mặt con ở đây, thì xin cho em được tặng bé một bộ đồ để cho bé được mặc đẹp nhân ngày sinh nhật của mình, được không con? Dạ, dạ. Ôm cô Trinh gái đi con. Thôi em tự ôm luôn. Chú hy vọng rằng sau này con sẽ trở thành một người làm báo. Con sẽ viết nên rất nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này, viết nên những điều tích cực trong cuộc sống này. Và mong rằng cô nhà báo tương lai sẽ thành công con nhé. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay nó lại tiếp tục đem đến ta nhiều giọt nước mắt nữa. Hãy đến chúng tôi lan tỏa năng lượng tích cực trong chương trình Mãi Ấm Gia Đình Việt. Trong khuôn khổ đó, chúng tôi muốn hỗ trợ cả ba gia đình ngày hôm nay để bớt đi khó khăn, bớt đi vất vả đó. Và cũng kêu gọi quý vị hãy vào website maiamgiadinhviet.vn cùng chia sẻ với chúng tôi một cái thông tin, một cái tin nhắn động viên tinh thần cũng được. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy lau khô những giọt nước mắt, hãy ôm thật chặt nhau để lan tỏa năng lượng tích cực. Uống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20:45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.